Mình cho bạn, trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tải các video clip trên Facebook, Facebook Reel, Facebook Watch về điện thoại, về máy tính của chúng ta là hoàn toàn miễn phí và rất nhanh chóng nhé. Thì nếu các bạn đang cần tải các video clip này trên Facebook về thì các bạn yên tâm cứ theo dõi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để bạn có thể tải một cách nhanh nhất, an toàn nhất và có thể sử dụng ngay. Thì rất nhiều bạn đang cần tải các video clip này về để sử dụng với mục đích là cá nhân, hoặc là rất áp làm các video clip khác, hoặc là chia sẻ cho bạn bè, cho người thân. Thì việc này là tùy theo mục đích cá nhân của chúng ta nên mình sẽ không đề cập đến ở đây, và mình sẽ đi sâu vào nội dung là chúng ta có thể tải các video clip này về và thực hiện nó như thế nào mà thôi. Thì cách này đều thực hiện được trên iPhone cũng như trên điện thoại Android nha các bạn, nên các bạn yên tâm. Ok, đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tải các video clip ở Facebook Watch. Tức là ở đấy thì có rất nhiều các video clip để các bạn có thể xem và lựa chọn download tải về. Mỗi khi các bạn thấy clip nào hấp dẫn thì các bạn có thể tải về vô tư. Ok, để tải về, đầu tiên ở Facebook Watch ấy, thì các bạn cứ lựa chọn một video clip nào các bạn thích nhất hoặc là mong muốn tải về. Sau đó là các bạn hãy nhấn cho mình ở phía trên đây. Đó, các bạn nhấn vào 3 chấm. 3 chấm phía trên nha các bạn. Lúc này các bạn thấy video sẽ hiển thị ra, đó là lưu video, báo cáo hoặc là sao chép liên kết. Thì chúng ta sẽ quan tâm vào mục là mục sao chép liên kết đây. Đó, mình sẽ nhấn vào chữ sao chép liên kết để lấy link nha các bạn. Ở các video khác thì mình cũng làm tương tự thôi. Các bạn cứ vào nút 3 chấm ở phía trên đấy nha các bạn. Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy sao chép liên kết này. Sau khi nhấn vào đó để nhấn sao chép liên kết rồi thì chúng ta sẽ qua bước tiếp theo, đó là vào trang web để các bạn có thể download được video clip này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua mục thứ hai, là chúng ta sẽ vào trình duyệt bất kỳ và lên Google, chúng ta sẽ gõ là tải video Facebook. Ở đây thì sẽ có một số website nó đề xuất cho chúng ta. Thường thì mình sẽ vào download ở serverform.net hoặc là mình sẽ download ở snapserver.app nhé. Đấy. Có rất nhiều các website tương tự như thế này mà cho phép chúng ta tải video từ Facebook về máy tính, về điện thoại của chúng ta hoàn toàn miễn phí và giữ nguyên chất lượng cho chúng ta luôn. Trường hợp nếu có các logo của các đơn vị khác thì nó cũng tự động loại bỏ cho chúng ta luôn nhé. Ok, mình sẽ vào trang serverform.net này nhé. Đây, mình nhấn vào. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trang chủ rồi. Ở đây thì nó có thể hiển thị là yêu cầu chúng ta có một số quảng cáo. Thì nó hiển thị từ trên trang web này không sao hết, chúng ta có thể nhấn bỏ qua. Mục đích của chúng ta là hôm nay chúng ta đã sao chép link của Facebook Watch rồi, thì chúng ta bây giờ dán vào đấy để download video clip này về. Đấy, chúng ta dán vào. Các bạn thấy không, link đã bắt đầu hiển thị lên đây và nó bắt đầu tìm kiếm video clip này. Thì video clip này nó hiển thị nguyên chất lượng như chúng ta, do nó up lên ra dạng SD nên sẽ là SD nha các bạn. Đó, có thông tin ở phía dưới đây để các bạn có thể bắt đầu tải về. Sau các tải về thì nhấn ở bên mũi tên ở bên phải đấy nha các bạn. Đây, mũi tên bên phải này. Các bạn lưu ý có rất nhiều nút download khác có thể xuất hiện trên điện thoại, nhưng đó là họ yêu cầu download app của cái này về nhá. Còn để tải được video clip này về thì các bạn nhấn vào mũi tên đây. Thì có rất nhiều website tương tự như thế này, nhưng mà về cơ bản, về cấu trúc ấy, thì các bạn xem là tương tự nhau. Các bạn cứ nhấn vào, dán link vào, sau đó nhấn vào mũi tên là được. Ok, sau khi đã nhấn vào thì nó sẽ hiển thị thông tin cho chúng ta. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn nút tải về. Nó có hiển thị chút quảng cáo thì không sao, các bạn có thể bỏ qua hoặc là chúng ta sẽ loại bỏ nó đi nhé. Vì quảng cáo là website này mới có thể tồn tại được thì nó hiển thị bằng quảng cáo mà. Thì chúng ta bỏ đi là được, các bạn thấy không? Nó tải về rất nhanh, nó đã tải xong một tệp đây. Đó, bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem nhé. Đó, video clip này đã được mình tải về đây. Có thể là vì vấn đề bản quyền nên mình sẽ không mở có tiếng hoặc là vừa lấy quá lâu nhé. Mình sẽ mở qua cho các bạn xem, thấy không? Đó, đó mình đã tải về cho các bạn rồi đấy. Thì tương tự như các video clip khác thôi, thì các bạn chỉ việc lấy link sao chép, sau đó dán vào link vào các website này, rồi sau đó nhấn download thì chúng ta sẽ tải về một cách vô tư. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến mục thứ hai, đối với các video clip trên Facebook Reel thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhé. Facebook Reel cũng là một dạng video clip của
Facebook, nhưng mà nó đa dạng hơn và nó giống như trên TikTok ấy, nên các bạn có thể nhận được thấy là nó có rất nhiều các video clip. Đây, ví dụ như mình sẽ vào Reel đây các bạn. Facebook Reel là các video clip ngắn trong TikTok đây. Đây. Ở đây thì mình nhận xét là về giao diện của nó thì cũng tương tự nhau cả rồi, không sao hết. Đó, các bạn vấn đề là chọn video clip nào thì các bạn có thể lấy thôi. Ok, sau khi các bạn xem các video clip này rồi thì các bạn có thể nhấn vào chữ mũi tên chỉ ra ở phía dưới đây. Đó, ở đấy thì các bạn thấy không, sẽ có mục là gửi bằng Messenger, gửi bằng tin nhắn, chia sẻ lên nhóm, chia sẻ lên trang hoặc là sao chép liên kết. Ok, ta cũng sẽ nhấn vào chữ sao chép liên kết nha các bạn. Đây, mình nhấn vào cho các bạn xem. Đó. Ok, như vậy là chúng ta đã lấy được đường link video này rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ tất nhiên quay trở lại các trang download video clip thôi. Đó. Chúng ta lại dán nó lên đây. Đây các bạn, mình lại vào trang serverform.net. Đó, mình lấy link video clip hôm nay, mình đã copy và bây giờ mình sẽ dán vào chữ Facebook đây. Đó, mình dán vào và bây giờ chúng ta sẽ thấy là thông tin video clip ở phía dưới nó hiển thị ra cho chúng ta lựa chọn là định dạng MP4 HD hoặc là MP4 SD đấy các bạn. Thì tốt nhất là chúng ta cứ lựa chọn chất lượng cao để chúng ta download về nhé. Mình lựa chọn HD luôn đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn vào nút download. Ok, mình tắt quảng cáo này đi. Do là quảng cáo thì mình không quan tâm mà, đúng không? Chúng ta chỉ cần download clip này về là được. Đó. Sau khi chúng ta tải thì nó sẽ hiển thị ở phía trên đây. Ok, chúng ta sẽ hủy cho mình đã tận tải rồi. Đó, bây giờ mình sẽ mở tiếp lên. Ok, các bạn thấy không? Mình đã tải về rất nhanh chóng đúng không? 13 giây và gần như đọc tích tắc là nó đã tải về đến điện thoại cho chúng ta luôn. Đó, mình sẽ mở Play cho các bạn xem. Thực sự rất nhanh đúng không? Và mình nhắc lại là mục đích của chúng ta là chỉ cần lấy link của video clip, sau đó các bạn vào các website chuyên cho phép download video clip trên Facebook về điện thoại, về máy tính của chúng ta, và nó áp dụng cho cả điện thoại iPhone và cả điện thoại Android đều có thể sử dụng được nhé. Rồi sau đó các bạn chỉ cần nhấn nút download là đã có thể sao lưu các video clip này về điện thoại của chúng ta rồi. Cách thức thực hiện thì rất đơn giản như vậy. Mục tiêu của chúng ta là tìm thấy các video clip mà cảm thấy phù hợp hoặc là mong muốn sử dụng các video clip này để có thể làm gì mà thôi. Đó, để xem, để chia sẻ cho bạn bè hoặc là thực hiện rất áp cùng vô tư. Ok, nếu các bạn thấy hay thì nhớ like kênh, đăng ký kênh và chia sẻ video clip này cho bạn bè, cho người thân cùng biết để từ đó chúng ta có thể thực hiện download một cách nhanh nhất nhé. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn một ngày may mắn.